Vâng, chúng ta có trận chung kết rồi. Hay thì anh em nhớ phải like và chia sẻ đấy. Nhiều người hôm nào cứ đến giờ đấu cung thì anh em mới vào xem. Vâng đúng vậy, ép đời thì đúng là cái quân Aisyrian này, solo Aisyrian này hấp dẫn chỉ ở cái điều quân thôi. Bắn nhau thôi. I need food. Yes. Valamaz, Valamaz. Holmes, Valamaz. Donnick, Holmes. Zokontov. Rogan? Valamaz. Holmes, Zokontov. Rogan? Zokontov. Zokontov. Zokontalamaz. Valamaz, Zokontov. Alamaz. Rogan? Alamaz. Kalari? Holmes. Holmes. Zokontov. Zokontov. Yuri? Okuma? Alamaz. Kalari? Ice Alamaz. Holmes. Yuri? Ice Alamaz. Ice Alamaz. Alamaz. Yuri? Alamaz. Kalari? Alamaz. Donnick? Alamaz. 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 Holmes. Rogan. Alamaz. Kalari. Alamaz. Alamaz. Rogan. Alamaz. Alamaz. Holmes. Alamaz. Donna E. Alamaz. Kalari. Alamaz. 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 Vâng, chúng ta cùng trở lại với trận đấu thôi. Như mà Quýt vừa có một turn mà solo cái con sư tử vàng và tìm thấy cho mình thêm ba con voi, ba con voi, à một bài câu luôn, à đôi voi dành cho Quýt. Đây bài mắc binh rồi, có quả phụ đây rồi, nhà cũng có thể nói là khung khi mà có ba cánh rừng thông, rất nhiều rừng dành cho Quýt rồi. Mấy hươu đầu cũng đã về với nhà chính của mình, hai con nằm la liệt cạnh nhà chính rồi. Đúng rồi, cẩn thận con dần kia bị tắc. Tiếp tục Quýt đã cắt những con nông dân ra và đưa hai con voi này về với nhà chính của mình. Một bãi quả phụ 6 cây cho Quýt. Vâng, hai tay và đang làm rất nhiều việc, vừa cầu voi và đang thiết kế cái bề những con nông dân này, đóng chiếc cờ để ăn cái bãi quả, chỉnh lại những con nông dân cơ. Ôi rồi, vâng, con voi về sắp gần đích rồi, lại quay đầu chịu ông đấy. Còn câu hai voi cho nó mát. Vâng, trước nhà là một tuần dốc, 26 nông dân và sẽ lên đời ở trong 10 dành cho Quýt, 10 sớm dành cho Quýt trận đấu này. Rồi hai con voi đã sát với nhà chính của mình, đây là chiếc S thứ hai của Quýt. Một BB và một BE sẽ kín ở hướng này.
Vâng, anh em vào xem nhớ like và share mạnh mẽ lên cho Quýt nha. Có rất nhiều anh em này, cho lên 1000 người xem nào. Có 800 anh em rồi, có lẽ sau khi tên thi đấu mà vào đấu cung lờ, rất mong là lượng người xem sẽ lên con số 1000 dành cho Quýt. Còn những hình trái tim vẫn nút like vẫn đang chạy trên cái khung hình của Quýt. Rất cảm ơn tất cả anh em. Vâng, chúng ta lên đời sớm hơn Bi rồi. Vâng, cuối cùng thì cũng lên đời được sớm hơn Bi. Vâng, một bài kích. Ôi dồi ôi, đây có thêm một bãi quả phụ nữa cơ. Đồ ăn có thể nói là bắc binh dành cho Quýt. Có vẻ như trận thi đấu này thì đồ ăn dồn hết về nhà Quýt hay sao rồi. Rất nhiều đồ ăn. Quýt đang muốn ăn thêm cái bãi quả phụ này cho lực khỏe. Một cái chấm đen. Không thấy cái bãi quả kìa. Đang tỷ số đang là 2-2 nha. Đây là trận chung kết. Vâng, cái phòng này thì cam hơi tối nha. Cái phòng này là hơi tối một chút. Mong anh em thông cảm. Hơi khuất. Không thể. Vâng, trong cái map la này thì chắc chắn là không có cơ hội cho Bi mà thể hiện cái trình độ phát triển của mình đâu. Quyết sẽ ép cho giàn nước thì thôi. Bài đánh 5 ma dành cho Quyết. Trận thi đấu này thì chúng ta không có con xe giò để đi dò nhà của game thủ BB rồi. Hình như Quýt đang cắt một con nông dân ra và đi dò nhà của game thủ BB. Có lẽ Quýt muốn đi cái tên con nông dân kia, xác định nhà của BB để tên cung đầu tiên đi công nhà BB nó chuẩn hơn. Đây là con sư tử này, nó đang đuổi theo con nông dân. Ôi, BB một bài đi dâng A mà chưa có bánh xe này. Bây giờ mới có bánh xe thôi. Mới có bánh xe dành cho Bi thôi. Vâng, Bi đi dâng A để tận đây ăn quả. Ôi trời ơi. Vâng, một bài có thể nói là di cư nông dân của Bi thì rất xa rồi. Nhà của mình. Đúng vậy, đồ ăn dồn hết về nhà Quýt rồi. Đồ ăn có thể nói dồn hết về nhà Quýt rồi. Bi đem những con nông dân lên tận đây để ăn. Sẽ là một tên cùng lờ đi công và một tên ở nhà. Không biết nhà Bi ở đâu cơ. Có lẽ là nhà Bi ở tầm góc 3 giờ mới lên tận đây ăn được chứ. Vâng, một nông dân đang chạy. Một bài mà Bi có thể nói là rất nghiệt cho Bi luôn. Vâng, chúng ta sẽ đuổi cùng giết tận cái con mấy con nông dân này. Đây là tân cung lờ 4 con của Bi đi công. Nào, ông vào đây, ông vào đây để Bi bắt. Rất nhiều cung lờ ở nhà dành cho chúng ta. Thì không biết là chỗ này có kín chưa. Bắt được cái tân cung dân của Bi. Ông Bi đang rất là chạy marathon, vẫn cho những con dân của mình chạy marathon rất miệt mài. Một bài mà bên kia đánh được 4 à. Bài rất yếu dành cho Bi. Vâng, và một tên dân thì ông cứ chạy loang quang trên bản đồ rồi. Thế lực đâu mà chơi đây. Vâng, quay trở lại đây để ăn cái bãi quả này. Nào, mất tay. Ui giời ơi. Cái móng cầy kìa. Vâng, một tên cung lờ của Bi đang làm mất tay tiếp tục Quýt một chút thôi. Vẫn đang thì cố gắng làm mất tay loang quang nhà. Khó chịu thật. Thì 30 dân. Một bài mà có thể nói là không. Đúng vậy, nhà của Bi trận thi đấu này ở góc 3 giờ rồi. Một cái e nữa mới kín. Vẫn đang hở cái bài gỗ kia. Sau đây Quýt sẽ là người đi công Bi. Nào, đây rồi, những con nông dân của Bi. Bi như cũng rất thính một bài đi ăn hoang dành cho Bi. Cẩn thận con này.
đang bắt cái tên cung lờ đi công của chúng ta. Mình sẽ cơ cấu lại nhà nhanh thôi. Đây là nhà của Bi, đây trồ luôn. Không xem Bi có bao nhiêu quần nào. Một bài đánh 4 à, chúng ta là một bài đánh 5 à. Trong thi đấu này, Bi nếu mà không chạy thì sẽ bị bắt cái tên cung lờ này. Rất đông cung dành cho Quýt, rất đông. Quýt đang muốn dí lên đây để giải quyết cái xê đấu này, để có một xê đấu để bỏ túi. Bắt đầu bỏ đây trồ để bắn vào những con nông dân. Có lẽ thì Bi bên ngoài vẫn có một tên cung lờ, họ muốn sẽ tách lên nhà sao. Không thấy Bi kéo về nhà để thủ. Hình như họ đang đưa những con cung lờ lên nhà mình. Và Bi đi sai rồi. Một bài nghiệt dành cho Bi. Vâng, chúng ta bật thành công. Tỷ số là 3-2 trong xê đấu đầu tiên. Vâng, anh em thấy thế nào? Đã ưng chưa? 1C nha. Vâng, chào tất cả anh em. Vâng, cảm ơn anh Thắng Trịnh đã gửi tới game thủ Quýt 25 sao. Rất cảm ơn tất cả anh em. Vâng, vừa đấu quân xong lại tụt rồi. Vâng, hy vọng bi tím rồi. Tím một mắt rồi. Cố gắng đấm cái mắt còn lại nào để cho cân bằng. Vâng, chào anh Tạ Đình Quý. Chào tất cả anh em. Vâng, chúng ta cũng đến với trận thi đấu đầu tiên trong xê đấu thứ hai nào. Có một xê để bỏ túi rồi.